Anh chàng này nhìn thì có vẻ hiền lành nhưng thực ra lại là một kẻ không hề dễ chọc, bởi lẽ hàng ngày anh ta vừa làm đầu bếp lại vừa khổ luyện công phu, ấy vậy mà mấy thằng ngu này đã bắt nạt con gái của anh, nay còn định xơi luôn thằng bố. Tưởng rằng anh ta đánh trẻ trâu thì sẽ bị nói là làm lố, nhưng với bản tính chẳng án một ai, anh ta đánh từ thằng đẹp trai cho đến thằng xấu hoắc, từ thằng mắt quắc cho đến mắt diều hâu, bởi lẽ bọn chúng đâu biết được rằng người đàn ông này chính là một huyền thoại trùng trường năm xưa nay đã giở tay gác kiếm. Và một ngày nọ, một giải đấu đã được mở ra, nơi tuyển chọn các đại ca học đường tham gia thi đấu. Để chứng minh cho con gái thấy năng lực tích cực của cha, anh ta đã lập tức đồng ý tham gia, nhưng không ngờ rằng đối thủ của anh lại là những thằng bạn chí cốt năm xưa cùng vào sinh ra tử. Không những thế, kẻ thù mà anh phải đối đầu còn là một tên võ sĩ vô địch chợ đen đầu hói vô cùng tàn ác, có thể lấy mạng kẻ khác bất cứ lúc nào. Vậy anh chàng đó là ai? Chuyện gì đã xảy ra? Thì mời các bạn đón xem một siêu phẩm sàn đấu truyền cảm hứng của Hàn Quốc từng bão phòng vé mang tên Nắm Đấm của Huyền Thoại nha. Cậu học sinh này tên là Nobita, sáng đến trường thì lăn ra ngủ, tối cảm thấy chưa đủ thì dạo bước lang thang, nhìn cứ tưởng mèo hoang nhưng thực ra lại là một kỳ tài đấm bốc chưa bao giờ biết ngắn bất cứ bố con thằng nào. Chính vì thế, Nobita là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất trong đội tuyển của nhà trường và vinh dự được cử đi thi đấu ở Thế vận hội Mao Trạch Tây 5 năm mới diễn ra một lần. Và một ngày nọ từ phòng tập trở về, Nobita bắt gặp một đám côn đồ đang tẩm quất massage cho nhau đầy tình cảm. Vốn dĩ anh định mặc xác mấy thằng này, nhưng ai dè viên gạch lại bay trúng mặt của anh. Nobita vẫn không thèm chấp, nhưng một thằng trong số đó lại to mồm gọi anh lại và nói: "Thằng danh con nào đây?" Không chịu thêm được nữa, Nobita đáp: "Mạnh mồm đấy, mấy thằng ôn." Vừa dứt lời, anh bỏ chiếc ba lô thân yêu của mình xuống đất rồi nhẹ nhàng xông vào cho bộ nháo của mấy thằng này tập thể dục buổi tối, quên hết cả đường đi lối về. Thằng đại ca đây khi xông tới thì cũng phải chịu chung số phận nên chẳng thể lạc đàn. Sau đó anh còn đe dọa: "Ông nội mày là Nobita, lần sau thấy tao thì cách xa 3 mét và nhớ đi đường vòng nghe chưa?" Ngày hôm sau, nghe tin Nobita đánh bại băng đảng đại ca trường đối diện thì lập tức trở thành người nổi tiếng. Điều này đã khiến cha En và Deki là hai trùng trường khét tiếng đã tìm đến Nobita. Không phục trước bản lĩnh của anh, cha En nói rằng: "Hãy đi theo tôi, chúng ta sẽ là bá chủ ngôi trường này." Tuy nhiên Nobita đập chai nhưng đâu có dễ dãi, anh quát lớn: "Biến ngay không ăn đòn." Anh vừa dứt lời thì ở phía ngoài có một kẻ đang gọi lớn cái tên Nobita, thì ra đó là Deki, đại ca của trường kế bên vác gạch quay lại muốn báo thù. Không chỉ học sinh mà giáo viên cũng phải sợ thằng dở hơi tập bơi này đến vài phần, vì đúng là kẻ có tướng ngồi tù. Dám một mình xông tới trường khác thì cũng chẳng phải đậu vừa giang dạng vừa đâu. Nobita cạn lời định ra tay chào đón thì bất ngờ trùng trường cha em ngăn lại và mặt đầy sát khí nhảy lên tục cước. Cả hai hòa nhau và nhìn chằm chằm với ánh mắt đầy say đắm, biết rằng nếu cứ tiếp tục nhìn nữa thì sẽ yêu luôn nên tất cả đã giải tán ai về nhà nấy. Với hành động này của cha em, Nobita đã đồng ý gia nhập băng nhóm của hai người. Tuy nhiên Deki thì vẫn ra như đỉa đói, hắn ba chai chưa say, hai tay hai cút rượu đóng vai trí phèo tới tìm Nobita để ăn vạ. Sa mạc lời với thằng thần kinh đi linh tinh này, Nobita nói rằng: "Chỗ này nhiều máu này, có ngon thì mày phang hộ bố mày cái coi, tao muốn mày phải đấu với tao, có ngon thì cho ông nội mày nhập hộ cho vui, chú có lòng thì bọn anh có nước chấm." Kể từ đó Deki chính thức trở thành một trong 4 tứ trụ của nơi này. Vào một buổi tối nọ, Nobita đang ra sức chạy marathon rèn luyện thể lực để chuẩn bị cho kỳ thi Thế vận hội sắp tới thì bất ngờ bắt gặp trai En, hắn ta đang chấn lột mấy thằng đàn em khóa dưới để lấy tiền ăn chơi trác táng. Nobita không đồng ý với việc làm này của hắn ta nên cả hai đã liền xảy ra cãi vã. May thay lúc này Deki đã có mặt để giải vây. Ngày hôm sau, trai En đã chủ động tìm tới Nobita để nói lời xin lỗi và nói ra sự thật rằng: "Tôi làm thế cũng chỉ vì muốn kiếm tiền để mua thuốc cho mẹ mà thôi." Kể từ đó hai người đã hiểu nhau nhiều hơn. Cuối cùng ngày thi đấu vòng loại do nhà trường tổ chức để tuyển chọn võ sĩ sẽ tham gia Thế vận hội cũng đã đến. Nobita mặc áo đen ngầu như quả bầu, ngay lập tức đã giành được thế thượng phong, thể hiện sức mạnh và độ nhanh nhẹn của mình. Anh đấm cho đối phương không kịp trở tay và bay ngay vào góc sân không nóc đầu lên được. Ba thằng bạn thân cùng tất cả mọi người vui mừng khôn xiết vì Nobita hoàn toàn xứng đáng là người đại diện cho trường đi thi. Ấy vậy mà tới khi công bố kết quả, trọng tài lại nói rằng Nobita là người thua cuộc với lý do cậu đã tham gia băng đảng trùng trường. Rõ ràng đây là một điều phi lý bố láo bố xiên, bởi lẽ Nobita chưa từng làm một việc xấu, chắc chắn do tên võ sĩ còn lại đã hối lộ cho chúng hốc ngập cả mồm nên mới loại anh. Nobita nghe xong như sét đánh bên tai, vô cùng thất vọng, bởi lẽ bao công sức và cố gắng của anh đã vứt hết cho trò nó nhai. Huấn luyện viên ma đông xúc của anh cũng vô cùng căm phẫn, không chịu được nữa, ông liền đập phá tất cả cho hả giận nhưng cũng chẳng làm gì được. Kể từ đó, tính cách của Nobita thay đổi nhanh hơn cả anh Hải quay xe, nắm đấm không mang lại cho anh vinh quang trong Thế vận hội thì anh sẽ dùng để làm việc xấu giống như trai em trước kia. Để hết vận đen, bốn ông cãnh rủ nhau đi làm một chầu để giải sầu, định vào hát karaoke có lan can tay vịn nhưng hai thằng gác cửa lại đùa cổ về và nói: "Miệng còn bốc mùi sữa mẹ mà đã bày đặt học đòi hả mấy thằng oắt con." Nghe tới đây màu chó rủ lên não, Nobita một mình tẩm quất cho hai thằng đàn anh này biết thế nào là lễ hội, cứ tưởng to con mà ngon ăn nhưng ai dè Nobita lại là võ sĩ. Cũng may ba thằng bạn ngăn lại chứ không chúng lại phải vào viện chấn thương chỉnh hình. Quá cay cú, ngay trong đêm hôm đó, cả băng đảng của bọn chúng đã kéo người đi truy sát Nobita. Không còn cách nào khác, tất cả đành phải xông pha giải quyết chuyện này. Một cuộc hỗn chiến xảy ra, băng nhóm của Nobita mặc dù chỉ có 4 người nhưng vẫn chẳng hề yếu thế.
Duy chỉ có cậu em Useko chẳng thể đánh đấm gì nên phải nhờ đến mọi người giải vây. Daiki thì dùng thiết đầu công, Chae-in thì bay người đá giấy vô cùng đẹp mắt, Nobita cũng ngập tràn máu lửa, thằng nào thằng nấy va phải nắm đấm của anh thì chỉ có đường vỡ hết alo. Tên cầm đầu bản tính thấy lính của mình không ăn được thì liền mách lẻo. Chỉ sau 1 phút 30 giây, quân triều đình có mặt bủa vây mang theo vũ trang xông tới. Ngay lập tức, anh cảnh bu vào khắc chế tất cả rồi giải bề đồn làm ấm chè cho mát ruột. Seko nhà giàu nên cha cậu ấy đã dùng tiền bảo lãnh và được ra về. Duy chỉ có lại Nobita, Seko và Daiki thì vẫn ngồi chờ bóc lịch mà thôi. Lúc này tên cảnh sát trưởng mới nói rằng nếu ba cậu giúp tôi một việc thì tất cả sẽ được tự do. Không còn cách nào khác, ba con vợ đành phải nghe theo lệnh của hắn ta. Tên cảnh sát đưa họ tới gặp một người đàn ông đã đợi sẵn ngoài cửa. Lên xe, người này đưa cả ba tới một khu nhà bảo hoang, sau đó đưa cho một con dao và nói rằng trên tầng 3 có một lão già ngoan cố không chịu di rời để giải tỏa mặt bằng. Nếu các cậu cho ông ta vài nhát dao để cảnh cáo thì ngay sau đó sẽ được trả tự do. Tôi đã bao hết cảnh sát nên các cậu không phải lo, xong việc tôi sẽ cho các cậu rời đi. Ngay lập tức, đây khi óc chó không suy nghĩ gì đã liền chút kèo cầm dao lao lên, Chae-in và Nobita chạy theo ngăn cản nhưng cậu ta nói rằng có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm, hai người hãy mau chóng rời đi. Nghi ngờ đây là một cái bẫy, Chae-in liền chạy xuống thì đã thấy tên vừa nãy mất hút con mẹ hàng luôn, vậy nên anh bảo Nobita mau gọi Daiki bỏ trốn, giờ chỉ có nước đánh bài chuồn là thượng sách mà thôi. Nói xong, Chae-in ba chân bốn cẳng chạy trước vì cậu còn mẹ già đang đợi ở nhà. Nobita lao lên gọi Daiki thì đã quá muộn, cậu ta đã xin ông già và ngồi mặt đần như ngỗng ẻ. Đúng lúc này mấy anh cảnh cũng đến, nếu cứ ở đây thì sẽ chết chung cả lũ nên nghe theo lời Daiki, Nobita đành phải ngậm ngùi rời đi để Daiki ở lại chịu trận. Kể từ đó, bốn người đường ai nấy đi và không còn gặp lại nhau nữa. Và rồi thời gian trôi nhanh như chó đuổi ngoài đường, vừa ẻ một phát đã 25 năm qua đi, Nobita ngông cuồng ngày nào nay đã trở thành một anh chàng đầu bếp hiền như cục đất tại một quán ăn. Tuổi đã ngoài U40 nhưng anh lại là người chồng mồ côi vợ và có một cô con gái vô cùng đáng yêu nhưng lại thích làm liều y như thằng bố. Đó là cô bé Suka, đến trường học thì ít mà uýnh bạn thì nhiều, tiền tiêu như phá mả nên Nobita luôn là người chịu trận đi cầu xin người khác dọn hậu quả cho con. Do vợ anh mất sớm, thiếu vắng đi người phụ nữ trong nhà nên tính cách của hai cha con cũng có phần trái ngược. Và một ngày nọ, khi Nobita đang làm bếp thì bất ngờ một chị đẹp xuất hiện và nói rằng nghe nói ngày xưa anh từng là một huyền thoại ở trường cấp 3, tôi muốn mời anh tham gia một cuộc thi đấu võ với phần thưởng lên đến 20.000 đô la. Nghe tới đánh với trả đấm, Nobita liền phản ứng và nói rằng ngoài 40 chưa phải chống gậy là may, chứ tôi làm sao có thể lên sàn đấu. Tuy nhiên nghĩ đến số tiền khổng lồ này, Nobita biết rằng mình có bán mì ba đời cũng chẳng thể nào kiếm được. Hơn nữa quán ăn giờ vắng hơn chùa Bà Đanh thì lấy gì mà nuôi cô bé Suka. Không những thế, năm xưa anh từng mất đi một vé giành vinh quang trên võ đài thì nay chính là cơ hội trong độ tuổi tứ tuần. Tối hôm đó, Nobita về nhà theo dõi trên TV về giải đấu nắm đấm huyền thoại mà chị đẹp hồi sáng nhắc đến, thì ra đây là một chương trình truyền hình trực tuyến nhằm tìm ra những nhân tài võ thuật ẩn thân mà chưa ai khai quật. Chị đẹp chịu trách nhiệm đi khắp nơi tìm kiếm những tài năng ẩn dần này để mang về cho chương trình thêm phần thú vị. Ví dụ như anh chàng có cơ bụng sáu múi dù làm một này, với vẻ bề ngoài là một tay chuyên phối giống cho lợn, nhưng thực ra trước đây anh ta lại từng là một đại ca từng oanh liệt một thời, một mình tàn sung hữu đột đánh cho bọn cô đồ của làng bên lên bờ xuống ruộng chứ chẳng đùa. 20 thằng chứ 200 thằng đối với anh ta cũng chỉ là mỗi đốt cổ điện mà thôi. Tuy nhiên quay trở lại thực tại, đối đầu với một võ sĩ chuyên nghiệp của ban tổ chức thì sẽ ra sao? Bước vào trận đấu, anh ta tung đòn nhưng lại chẳng trúng được phát chết tiền nào. Xem chừng quả bụng bầu 9 tháng đã làm cho anh ta không thể nhảy lên cao để tung cước được như xưa. Khán giả xem tới đây thì cũng đã hiểu phần nào kết quả. Có khi không phải huyền thoại từng 1/20 mà là 120 người bị đánh cũng nên. Tiếp đến là một huyền thoại trong các huyền thoại. 23 năm về trước, anh ta được mệnh danh là bàn chân vàng trong làng bóp nát họa mi vì mỗi khi tung cú đá thì đối phương chỉ có thể gục ngã mà thôi. Một mình anh ta đã từng chấp 50 gã giang hồ bụi đời chợ lớn với thân thủ nhanh như mây bay nước chảy, anh ta đạp phát nào là côn đồ lao vào tường rào phát đó. Vậy giờ đây thì anh chàng đó ra sao? Vẫn là những cú đá cao đòi đo bàn đối thủ nhưng xem chừng đã chẳng ăn thua. Chưa đầy nửa hiệp một, huyền thoại của huyền thoại đã bị một đám đấm trúng hàng tiền đạo đo ván ngay tại trận. Bên cạnh đó còn rất nhiều võ sĩ khác, từ Robinson ngoài đảo hoang cho đến kẻ lang thang đầu đường xó chợ. Miễn là năm xưa có khí phách anh hùng thì nay sẽ cùng tranh tài để giành phần thưởng. Chỉ cần chiến thắng được võ sĩ của chương trình thì ngay lập tức sẽ giành được 20.000 đô. Càng vào sâu thì đối thủ càng mạnh và số tiền nhận được cũng sẽ càng ngày càng cao. Ban đầu Nobita có phần do dự, nhưng vì để con gái có cuộc sống tốt hơn nên anh đã quyết định lao đầu vào giải đấu. Cùng tham gia trong chương trình tuần này với Nobita còn có một ông chú tên Bắc Trung Ung của cục tình báo. Ông ta từng là một mật vụ nhưng nay đã bị sa thải vì thường xuyên làm bạn với ma men. Bước vào trận đấu, gã đạo vụ ra đòn không khác mấy cụ bà đang tập dưỡng sinh. Các chiêu thức được tung ra khiến mọi người lo lắng. Ai cũng cho rằng nếu như ông ta là người của cục tình báo thì sẽ rất đáng quan ngại về an ninh của quốc gia, không khác gì trứng chọi đá. Cuối cùng ông ta bị quấn ngã rồi bỏ chạy vào phía trong. Giám đốc sản xuất lo ngại rằng một chương trình võ thuật sắp biến thành thách thức danh hài của quốc gia, cô phải nhanh chóng tìm ra những người xứng đáng. Trận đấu thứ hai Nobita xuất hiện, từng là một huyền thoại của trường cấp 3 và nay đã tham gia thách đấu. Ban đầu Nobita có phần yếu thế vì đã 25 năm qua anh chưa hề sử dụng nắm đấm của mình. Võ sĩ của ban tổ chức liên tiếp tấn công những đòn đá trực diện vào bắp chân của Nobita đầy đau đớn khiến anh muốn gục ngã kết thúc tại đây. Nhưng ngay sau đó Nobita đã thận trọng hơn, anh né đòn rồi lấy lại được bản lĩnh của mình và tung nắm đấm vô cùng uy mãnh khiến đối phương chao đảo suýt ngã. Hắn ta cố gắng xông lên thì ăn ngay liên hoàn đấm và bị knock out ngay tại trận trước sự ngỡ ngàng của khán giả. Mọi người hò reo không ngớt trước sức mạnh của Nobita. Sau một giờ giải lao, anh bước vào trận thứ hai. Không ngờ rằng người mà Nobita phải đối đầu lại chính là Daiki, một trong ba thằng bạn thân hồi cấp 3
mà lâu ngày không gặp. Sau khi ra tù, Lê Khi đã làm lại cuộc đời và được chương trình mời tới tham dự. Anh ta đã chiến thắng trong chương trình tuần trước nên tiếp tục được tham gia để kiếm thêm tiền thưởng lên tới 40.000 đô. Chưa kịp nói lời nào thì cả hai đã phải xung trận. Bắt đầu trận đấu, Lê Khi cứ như một con mãnh hổ sổng chuồng lao vào trực Anter nuốt sống Nobita. Vẫn giống như tính cách năm nào, Lê Khi tỏ ra mình là một người cửa trên giành thế chủ động, sau đó quật ngã Nobita rồi ra đòn khống chế, cố gắng chịu đựng những đòn đánh vào đầu. Nobita chờ cơ hội rồi dùng hai chân đạp thẳng ngực Lê Khi thoát ra khỏi thế trận, không thể nhân nhượng thêm được nữa. Ông bố gà trống nuôi con bắt đầu phản công liên tiếp thọi vào mặt Lê Khi. Hắn ta không ăn được thì định dùng thiết đầu công để trả đũa, khiến trọng tài phải tách cả hai lui ra. Tiếp tục trận đánh, Lê Khi lao vào thì bị Nobita ghi đầu rồi văng tới tấp cho ngã gục. Hắn ta cay cú đứng dậy xé toang chiếc áo để lộ hình xăm của Yakuza Nhật Bản. Thì ra trong quãng thời gian ngồi tù chăn kiến, hắn đã ở chung buồng với bọn xã hội đen. Việc này đã khiến chương trình bị tạm hoãn. Tuy nhiên cơn cuồng nộ của Lê Khi vẫn không hề giảm sút. Chị đẹp đành phải lên tiếng rằng nếu anh còn ngáo đá thì sẽ bị đuổi khỏi cuộc thi. Bắt đầu lại trận đấu, Nobita lập tức chủ động tấn công mà không nương nhẹ, dồn Lê Khi vào góc sàn đấu. Anh như được chung tử đơn nhập hồn nên tung nắm đấm nhanh như vũ bão. Lê Khi bị đánh cho hộc cả máu mồm nên cũng đành buông tay. Cuối cùng Nobita đã giành chiến thắng trong cuộc đấu tuần này và giành được 20.000 đô la. Một đương kim vô địch mới đã được sinh ra, đó là anh chàng bán mì tôm Hảo Hảo. Chuẩn bị ra về, chị đẹp nói rằng tuần sau anh sẽ tiếp tục tham gia chương trình vì là người thắng cuộc. Tuy nhiên Nobita lại từ chối và nói rằng tôi chỉ cần 20.000 đô là quá đủ. Mặc cho mọi người khuyên nhủ nhưng anh vẫn cứ quay đích rời đi. Bất ngờ Nobita gặp Lê Khi đợi xe ở bên đường. Lúc này hai người mới có cơ hội để tâm sự mỏng với nhau. Nobita nói mình chỉ là chủ của một quán ăn nhỏ bên đường vô cùng khiêm tốn, còn Lê Khi thì lại ngạo nghễ nói rằng đã tốt nghiệp đại học và giờ trở thành một doanh nhân giàu có. Cậu nhìn tôi đây này, quần áo hàng hiệu đi xe sang và hàng ngàn container gái theo đuổi. Vừa dứt lời thì một con G63 của Lê Khi cũng đã đến. Trước khi ra về, anh ta không quên dặn Nobita có khó khăn gì thì hãy cứ gọi tôi. Bước lên xe, Lê Khi ngồi ghế sau như ông chủ nhưng thực chất lại là xe đi mượn. Tên tài xế nói rằng đã đi nhờ lại còn bày đặt cao sang, mày đúng là nỗi ô nhục của những thằng côn đồ đấy Lê Khi. Cho em một lần nửa mày nửa mặt với thằng bạn cũ đi nào đại ca. Sau chiến thắng của Nobita, hình ảnh của một anh đầu bếp quèn trở thành nhà vô địch đánh thắng võ sĩ chuyên nghiệp đã lan khắp các mạng xã hội. Nobita bỗng dưng là idol của giới trẻ và có hàng ngàn fan bê tông hâm mộ. Tiệm mì vắng như bãi tha ma ngày nào nay đã nườm nượp khách ra vào tới ăn chỉ vì muốn gặp người nổi tiếng. Vốn dĩ Nobita không định thi đấu tiếp nhưng mẹ vợ lại nói rằng thân già này mà thi đấu được như anh thì xe đứt phanh tôi cũng lao xuống dốc. Thương mẹ vợ đã mất đi cô con gái duy nhất, muốn cho bà một chút tiền ăn dưỡng tuổi già, vậy nên Nobita quyết định tiếp tục con đường giành vinh quang mà năm xưa anh đã từng bỏ lỡ. Bất ngờ lúc này, ông chủ Bắc Trưng Ung của cục tình báo bất ngờ xuất hiện. Sau khi thất bại thảm hại trên sàn đấu, ông đã quyết định đầu quân cho Nobita và làm nhà quản lý cho anh. Bắc Trưng Ung nói rằng đánh đấm thì chú cứ lo, còn cơm no áo ấm thì cứ để anh chuẩn bị. Quả nhiên có chút huấn luyện cổ vũ vào nó khác bọt hẳn. Trong tuần thứ hai, Nobita vẫn vô cùng dũng mãnh nên liên tiếp táng vào mặt đối phương, hoang dã như đàn bà đau đẻ và độc ác như mẹ ghẻ tấm quất con chồng. Cuối cùng Nobita đã giành chiến thắng. Tới tuần thứ ba, Nobita tiếp tục thi đấu với mức tiền thưởng lên đến 60.000 đô la. Lần này đối thủ của anh là một võ sĩ vô cùng nặng ký. Hắn ta là một vận động viên của đội tuyển đấm bốc quốc gia và đã có 15 năm thi đấu trên võ đài. Vậy nên đối thủ hết sức tự tin, còn vẫy tay thách thức. Tốc độ nhanh, do đòn hiểm ác nên anh đã bị dính một phát vào quai hàm. Tưởng chừng Nobita sẽ trở thành bao cát cho hắn luyện cơ tay, nhưng ai ngờ nhân lúc hắn sơ hở, anh đã kịp phản công. Như một người trai yêu thằng con trai hết mực, thương thì cho roi cho vọt mà ghét thì cho ngọt cho bùi, nên hắn cứ đứng lên, Nobita lại gửi cho nụ hôn vào sàn đấu, dã hết mạn sườn rồi lại đến mang tay. Cuối cùng trọng tài đã cho anh giành phần thắng. Càng ngày Nobita càng trở nên nổi tiếng và có nhiều người theo dõi hơn. Đúng lúc này, chị đẹp đã phát hiện ra rằng năm xưa cùng chung chiến tuyến với Nobita không chỉ có anh chàng Lê Khi mà còn có trai En và Seiko. Nếu như mời được họ đến đối đầu thi đấu với Nobita hiện đang là đương kim vô địch thì sẽ thu hút rất nhiều người xem. Rất nhanh sau đó, cô ấy đã điều tra ra được tung tích của hai người này. Anh chàng trai En năm nào từng là trùng trường, nay đã là trưởng phòng kinh doanh của một tập đoàn lớn. Trùng hợp hơn cả, chủ tịch công ty không ai khác lại chính là Seiko. Cậu ta kế thừa sản nghiệp của cha nên đã một bước lên mây mà chẳng thèm suy nghĩ. Có tiền thì làm phiền ở thiên hạ. Seiko hống hách coi thường tất cả và đập phá khắp nơi. Trai En mặc dù là bạn cũ nhưng giờ đây cũng phải cúi cẩn nghiêng mình. Và một ngày nọ, anh vô tình nhìn thấy võ sĩ vô địch nhiều tuần qua xuất hiện trên trang nhất của báo lá cải thì liền nhận ra đây chính là thằng bạn của mình năm xưa. Chính vì thế, anh đã thường xuyên theo dõi những trận đấu của Nobita và vui mừng khôn xiết. Sau khi thuyết phục mãi mà trai em chẳng chịu bước lên sàn đấu, chị đẹp đã đến tận công ty và sử dụng khổ nhục kế. Cô nói rằng nếu như anh đồng ý tham gia thì chúng tôi sẽ quảng cáo nhãn hàng ba con sói của bên anh trên sóng truyền hình miễn phí. Tôi đã gửi hợp đồng cho chủ tịch bên anh vào đêm qua. Chị đẹp vừa dứt lời thì Seiko đang bán Free Fire liền cho gọi anh đến. Seiko nói rằng nếu cậu tham gia chương trình đó thì sẽ cứu giúp được cho công ty trong tình thế khó khăn này. Hãy cố gắng đánh thật tốt để ba con sói của chúng ta vươn ra biển lớn, quảng cáo được lâu hơn trên TV khiến ai ai cũng phải biết đến. Mặc dù không muốn nhưng vì trả ơn Seiko và miếng cơm manh áo nên trai em cũng đành chấp nhận tham gia.
Ở phía bên kia, bất ngờ cô bé Suka quay trở về với bộ dạng thân tàn ma dại, nhà xác bị hủy hoại như có kẻ vừa đánh hội đồng. Suka đáng thương chẳng thể nói nên lời mà khóc òa rồi ôm chầm vào vòng tay của bố gào lên trong đau đớn. Cô bé đau 1 thì Nobita đau 10 và càng trở nên bối rối. Tuy nhiên hỏi làm sao thì Suka im lặng, mồm có lấy xà beng cậy cũng chẳng thèm nói nửa lời. Đúng lúc này, một cô bé xuất hiện ngoài cửa, nói rằng là bạn học của Suka và biết ai đã đánh cô bé ra nông nỗi này. Cô gái nhỏ lập tức dẫn Nobita đi tìm thủ phạm. Sau khi tới nơi gặp một đám côn đồ đầu đường xó chợ thì cô bé liền trở mặt. Ôi tôi diễn thật là giỏi. Hóa ra mục đích của cô ta là dẫn Nobita tới đây để đám côn đồ dần cho một trận, sau đó quay video tung lên TikTok. Có như vậy băng đảng của bọn chúng sẽ trở nên nổi tiếng một cách nhanh chóng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên Nobita là người lớn nên nào có chấp lũ trẻ con. Anh hạ giọng nói rằng chú biết Suka hay cục xúc thường hay nổi cáu rồi đánh một số người, nhưng việc hủy hoại khuôn mặt con bé là các cháu sai rồi. Nói đến đây lũ trẻ trâu này cười lớn rồi đáp lại rằng Suka không đánh ai đâu mà bị cả lớp chúng tôi đánh mới đúng. Hóa ra con gái bé bỏng vẫn luôn là người bị hại chứ không phải như anh từng nghĩ. Nobita vô cùng đau đớn, đã vậy mấy thằng côn đồ vẫn còn ra sức khiêu khích anh, chúng muốn anh phải đấu với chúng một trận để xem huyền thoại sàn đấu lợi hại đến mức nào. Nobita tức giận quát lớn, các cháu hại con bé ra nông nỗi này mà còn chưa đủ sao? Một thằng cầm đầu mất dạy nói rằng im đi thằng già, nếu mày không đấu với tao thì tao sẽ tiếp tục cho mấy con kia hành hạ con gái mày tới bến. Vừa nói xong bọn chúng thi triển đội hình, cái gì chứa động đến con gái anh thì anh cũng chẳng thể nào nhẫn nhịn thêm được nữa rồi. Nobita nhanh chóng ra tay đánh cho mấy thằng này xây sầm mặt mày, đại ca thì cũng phải gục ngã trước nắm đấm của anh. Bọn này tuy đông nhưng nào có cửa nên chưa động được vào cọng lông xăm tít của anh đã nằm lăn ra đất. Tuy nhiên Nobita không ngờ rằng cảnh này đã bị mấy con khốn nạn đứng bên hông quay hết lại. Nếu như đăng lên mạng thì anh rất có thể sẽ chuyển từ idol thành idol và bị lên án vì đánh trẻ em. Ấy vậy mà bọn chúng quay xong thì liền âm thầm cúp đuôi bỏ chạy. May thấy lúc này ông trợ lý Park Chung Um đã có mặt kịp thời và tịch thu điện thoại. Nobita sau khi dạy cho lũ này một bài đạo đức công dân bằng nắm đấm nhưng trong lòng vẫn vô cùng căm phẫn. Quay trở về phòng tập, anh tự dằn vặt bản thân vì đã không chăm lo được cho cô con gái bé bỏng như lời hứa năm xưa với vợ trước lúc lâm chung. Tâm trí đang chán nản thì bỗng dưng trên TV nhắc đến cái tên trai En, võ sĩ chiến thắng trong tuần này và sẽ đối đầu với anh. Điều mà Nobita không hề mong muốn vì hai người từng là bạn thân. Tuy nhiên đã đăng ký tham gia thì không thể nào không đánh. Ngày hôm sau, Nobita bước lên sàn đấu với bộ mặt không khác gì đưa đám. Khán giả ai cũng mong chờ bởi lẽ đây là trận đấu giữa hai người bạn năm xưa và cùng có sức mạnh tương đương nhau. Bước vào trận đấu, dường như Nobita chẳng còn ý định tấn công, bị mọi người chỉ trích nên anh cũng đánh xem chừng cho có lệ. Vậy nên rất nhanh Nobita đã bị dính một cước của trai En rồi ngã gục. Tiếp tục trận đấu, Nobita thậm chí không thèm né đòn mà để cho trai En thoải mái dã. Cuối cùng anh bị dính một phát gót vào đỉnh đầu rồi knock out luôn trên sàn đấu để nhường phần thắng cho thằng bạn thân. Bởi lẽ điều mà anh quan tâm nhất lúc này chính là cô con gái Suka, vợ anh đã ra đi theo tiếng gọi của Diêm Vương, vậy nên cô bé là tất cả hy vọng trong cuộc sống này. Nobita chút những lời tâm sự từ tận đáy lòng, hai cha con nước mũi chảy thành sông mà chẳng thể nào ngăn lại được. Nobita nói rằng, năm xưa bố đã không dùng nắm đấm để thực hiện mơ ước trở thành võ sĩ mà lại mang đi làm việc xấu và giờ đây bố đã phải trả giá. Nhưng điều mà bố sợ hãi nhất đó là không bảo vệ được con. Bố không muốn con gặp bất cứ chuyện gì không vui. Bố xin lỗi, bố chỉ là kẻ thất bại, nhưng con nhất định không được từ bỏ ước mơ của mình. Về phía trai En, sau khi chiến thắng trở về thì được rất nhiều người hâm mộ. Seiko cho gọi anh sang và nói rằng, tôi biết Nobita không phải là người dễ đánh bại như thế, chắc chắn có chuyện gì đã xảy ra. Tôi muốn kiểm tra sức khỏe của cậu. Nếu cậu đánh thắng, tôi sẽ đầu tư nhiều tiền vào giải đấu nắm đấm huyền thoại để quảng cáo sản phẩm ba con sáu của công ty. Dứt lời, hắn gọi ba thằng côn đồ cao to đen hôi vào trong ép trai En ra tay động thủ. Trai En thì không ngờ rằng thằng bạn năm xưa giờ đây lại muốn lợi dụng nắm đấm của mình để thu về lợi nhuận cho công ty. Trai En nói rằng, võ thuật là để giành lấy vinh quang chứ không phải buôn danh bán lợi. Từ hôm nay tôi sẽ nghỉ việc. Nói xong trai En lập tức rời đi, nghĩ tới việc tình nghĩa bạn bè năm xưa đã không còn như trước khiến anh vô cùng căm phẫn. Tuy nhiên đời đã đen lại còn sinh ra ở mỏ than. Tối hôm đó, trai En đi nhậu một mình thì nhận được điện thoại từ người nhà và biết rằng căn bệnh ung thư ngón chân của mẹ anh lại tái phát. Anh vô cùng đau khổ và chỉ biết hứa sẽ gửi tiền về sớm nhất cho mẹ phẫu thuật mà thôi. Bên phía chương trình nắm đấm huyền thoại, hiện tại trai En đang là nhà vô địch nhưng anh lại không gây được ấn tượng tốt với khán giả khiến lượng người theo dõi đã giảm đi 90%. Vậy nên chị đẹp quyết định đưa ra một kế sách mới, đó chính là tổ chức một cuộc thi cho 8 cao thủ giỏi nhất và nhà vô địch sẽ nhận được số tiền là 2 triệu đô la Mỹ. Với phần thưởng khổng lồ và được tổ chức như một giải chuyên nghiệp, ngay lập tức chương trình đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của tất cả các tầng lớp theo dõi truyền hình, từ người già cho đến người trẻ, kể cả đang đi đẻ cho đến chạy thể thao thì ai cũng lao sao bàn tán. Giám đốc truyền hình chơi lớn quảng cáo trên tất cả các mạng truyền thông, không những thế ông ta còn mời về một tay võ sĩ chợ đen có quả đầu phát sáng và được mệnh danh là máy dập sàn đấu. Hắn ta ra tay vô cùng tàn bạo và chẳng thương tiếc một ai nên đã khiến 12 chàng trai phải đáp mộ cuộc tình trước đó. Tuy ra tay tàn ác nhưng để tăng thêm kịch tính cho chương trình nên chị đẹp vẫn tuyển chọn hắn để tham gia. Ở phía bên kia, Nobita đang đánh chén cùng cô bé Suka thì nhận được lời mời từ chị đẹp. Tuy nhiên anh đã thẳng thừng từ chối vì giờ đây anh chỉ quan tâm đến bé con mà thôi. Bất ngờ Suka lại nói rằng, bố đùa con đấy à, chả phải bố bảo con không được từ bỏ ước mơ hay sao mà bố lại làm thế, ông làm bố tôi hơi lâu rồi đấy. Nghe đến đây, Nobita nở nụ cười hạnh phúc, anh hứa sẽ cố gắng giành chiến thắng để xây dựng lòng tin cho cô bé Suka vào giấc mơ mình cần chinh phục. Ngày hôm sau, Nobita tìm tới phòng tập chuyên nghiệp của sư phụ Ma Đông Súc năm xưa để khổ luyện thì gặp ngay thằng bạn nối khố trai En ở đây. Vì hoàn cảnh mẹ cần tiền chữa trị ung thư mà anh lại thất nghiệp
nghiệp nên không còn cách nào khác, cha em đã quyết định tham gia. Ai cũng có lý do riêng để quyết tâm giành chiến thắng, vậy nên dưới sự hướng dẫn của sư phụ, cả hai bắt đầu vượt nắng thắng mưa say sưa luyện tập. Nobita gặp cha em ở phòng thay đồ, anh nói: "Sau cuộc thi này chúng ta sẽ đi làm vài mét Lolotica lòng lợn tiết canh chứ nhỉ? Tôi sẽ không uống rượu với kẻ giả vờ thua. Tôi xin lỗi, nhất định trận đấu này chúng ta sẽ dành hết thanh xuân vào nó. Cậu luôn là một người thú vị và tôi cũng thế." Tối hôm đó, khi trời đang mưa như chưa bao giờ được mưa, thì bỗng dưng thằng bạn đều đi khi tới gõ cửa nhà Nobita, sau đó bảo anh hãy đi theo tôi vì có người hẹn gặp. Tới một nhà hàng sang trọng, hai người gặp tên võ sĩ tóc dài và gã quản lý dâu bạc của hắn ta. Thì ra thằng già này chính là kẻ 25 năm trước đã thông đồng với cảnh sát rồi ép ba người ra tay với người đàn ông không chịu giải tỏa mặt bằng. Hiện tại đây khi đang phải làm việc cho hắn ta để kiếm sống. Dâu bạc nói rằng: "Tôi có điều hành một trang web cá cược thể thao và dĩ nhiên chúng tôi sẽ cờ cho võ sĩ máy dập giành phần thắng. Tôi muốn anh thua cuộc và ngay bây giờ anh sẽ nhận được 2 triệu đô. Hãy suy nghĩ kỹ vì võ sĩ của tôi về mọi mặt mạnh hơn anh rất nhiều, đừng để thua cuộc và ra về tay trắng." Với cám dỗ của số tiền khổng lồ này, Nobita lập tức cầm tiền ra về mà không do dự, mặc cho Deki đuổi theo và nói đều: "Nobita năm xưa mà tôi quen nay đã uổng thật rồi, uổng công tôi đã làm con tốt thí mạng để giải cứu anh năm đó." Nói xong, Deki có phần thất vọng rời đi, bỏ mặc lại Nobita phía sau. Cuối cùng ngày thi đấu cũng đã đến, cô con gái Suka đến tận nơi để cổ vũ cho Nobita giành chiến thắng với một bức tranh tuyệt đẹp. Quy mô của giải đấu lần này được mở rộng và hoành tráng hơn rất nhiều, cũng như thu hút được hàng triệu fan hâm mộ đón xem. 8 võ sĩ sẽ chia làm 4 cặp đấu vòng loại trực tiếp, ai thắng sẽ được vào thẳng vòng bán kết. Trận đấu đầu tiên là một võ sĩ béo như sumo với lợi thế cơ thể to con đã nhanh chóng áp đảo được đối phương và liên tục tung đầu gối giành chiến thắng. Trận thứ hai, cha em cũng không kém phần long trọng, anh nghiêng người và mua bàn chân một phát hạ gục luôn đối thủ để giành vé vào vòng trong. Trận thứ ba, Nobita cũng đã thi đấu hết mình, anh nhanh chóng giã vào quả mồm lông rồi quần ngã võ sĩ dâu sùng Robinson, sau đó tung đòn khóa tay cho hắn kêu la gọi ông gọi bà thua luôn tại trận. Trận cuối cùng của vòng loại đó là anh chàng Deki và tên máy dập đầu hơi nhiều tóc. Hiệp một bắt đầu, đối phương vô cùng tự tin và liên tiếp xuất chiêu tấn công Deki dữ dội. Deki cũng vô cùng hăng máu, dẫu có bị đuổi việc và không được làm trong tập đoàn côn đồ của gã dâu bà khốn nạn thì anh vẫn cứ là chiến đấu hết mình. Máy dập khóa cổ khiến Deki không tài nào thở được, nhưng anh vẫn cố bám trụ tới cùng cho tới khi thời gian kết thúc. Bước sang hiệp 2, Deki chơi bài khích tướng và mèo vườn chuột chạy quanh sân. Ý đồ của anh muốn hiệp này thằng máy dập phải tốn sức để hiệp 3 anh sẽ ra tay phản đòn. Y như rằng hắn đã thở như chó, còn Seiko vẫn nhăn răng ra cười. Bước vào hiệp 3, Deki phản công và quật ngã hắn ta. Tuy nhiên hắn là một võ sĩ chuyên nghiệp đầy kinh nghiệm nên đã lần ngược tình thế và khóa cổ anh lại đầy đau đớn. Cuối cùng Deki phải chịu thua. Xuống khỏi võ đài, thằng cờ hó dâu bạc nói rằng mày sẽ bị đuổi việc, bố mày lại sợ quá cơ. Vậy là 4 tuyển thủ đã bị loại, 4 võ sĩ đã lọt vào bán kết đó là Nobita, cha En, Sumo và đầu nhiều tóc. Trận đấu đầu tiên của bán kết đó là anh chàng cha En gặp gã khổng lồ Sumo với tuyệt chiêu lấy thịt đầy người. Gã béo đã nhanh chóng áp đảo được cha En. Tuy nhiên anh đã ngay lập tức phá khóa rồi quay lại phản công, dồn Sumo vào góc tường. Cha En bật lộn người rồi quật ngã hắn ta, không thể nhân nhượng được nữa, cha em dùng hết tốc lực phản công rồi cho hắn một phát gót chân vào mặt. Tuy nhiên vừa sơ hở hắn đã lại lấy thịt đè người, sau đó đưa tay cha em vào thế gọng kìm để khóa, anh phá được thì hắn lại chuyển qua bẻ chân. Một lần nữa cha em đạp vào đùi hắn lại phá được khóa, anh nhân cơ hội dùng hai chân khóa tam giác cho hắn ngửi mùi mắm tôm. Với sức mạnh của cặp chân dài tới bện, đối phương đã phải khóc thét xin tha, tưởng rằng cha em không sao và vẫn có thể chiến đấu tiếp trận sau. Tuy nhiên do pha bẻ chân của sumo thì sau khi ra khỏi lồng bát giác, anh đã ngã lộn cổ xuống sàn đấu đầy đau đớn. Mọi người đưa anh vào trong, chân đã bị thương quá nặng, nếu như tiếp tục thi đấu thì xem chừng nhẹ thì tàn phế mà nặng thì bỏ mạng cũng nên. Trước khi bước vào trận bán kết thứ hai, tên đầu hói còn ăn bẩn tiêm doping kích thích để chắc cú giành phần thắng. Không những thế, Nobita đã nhận 2 triệu đô để thua trận này, xem chừng hắn mà vào vòng chung kết thì tính mạng của cha En khó lòng mà giữ được. Hiệp một bắt đầu, do được tiêm thuốc kích thích nên đầu hói càng đánh càng trở nên hưng phấn và khích tướng đối phương. Nobita tấn công thì hắn chẳng thấy si nhê, hắn đang phê nên quần anh cứ như con nhái bén. Máy dầm nhanh chóng kẹp cổ rồi đưa Nobita vào tình thế nguy hiểm, nhưng Nobita đã kịp đấm vào mặt hắn để phá khóa thoát ra. Vừa đứng được dậy, hắn ta lại ôm người quật vào chân cho anh ngã xuống đầy đau đớn, sau đó lại tung đòn hiểm khóa tay. Mẹ vợ xem cũng cay cay khóe mắt. May thay hiệp 1 đã kết thúc nhưng thằng dở người vẫn chẳng chịu buông ra. Bước sang hiệp 2, Nobita tiếp tục bị thằng này kẹp cổ đầy đau đớn. Ai cũng cho rằng anh sẽ thua nhưng riêng cô bé Suka vẫn tin bố mình sẽ giành chiến thắng. Nghĩ đến lời hứa với con gái và quá cay cú với thằng khốn nạn này, Nobita thọi vào hông và bắt đầu phản công. Trước đó anh chỉ đang thăm dò sức khỏe của hắn mà thôi. Đây gọi là kế sách ngoại giao trước quân sự sau trong chiến đấu. Bước sang hiệp thứ 3, Nobita đã không còn cho hắn cơ hội. Từng phát đấm to như quả dưa hấu được tung ra, đáng vào quả đầu phát sáng của máy dập khiến hắn xây sầm mặt mày. Nobita gọi hắn đứng lên vô cùng thách thức, máy dập lo dò đứng dậy, anh lại cho bò ngay trong tức khắc. Thằng già dâu bạc ở dưới vô cùng căm phẫn, rõ ràng đã nhận tiền mà đánh như chưa hề có cuộc chia ly thế này là sao? Bất ngờ đây khi đi ra và trả lại cho hắn 2 triệu đô, thì ra đây hoàn toàn là kế sách của Nobita. Hôm qua anh chỉ giả vờ đồng ý nhận lời để hắn không mua chuộc người khác mà thôi, chứ mối thù năm xưa hắn lừa ba anh em thì sao anh có thể quên được.
Nobita giờ đây sung mãn như vừa uống cả lọ rocket 1 giờ nên uy lực bất ngờ khiến thằng hói không thể trở tay. Ấy vậy mà hắn vẫn xông lên thì bị anh táng ngay vào mang tai rồi liên tiếp tung quyền vào bộ nhá một cách đầy đau thương. Sau một hồi chân đấm tay đá, cuối cùng Nobita cũng đã hạ được hắn ta. Mọi người ai cũng hò reo không ngớt và vui sướng trước kết quả này. Chỉ có lão già râu bạc là khuynh gia bại sản nên suýt tăng sông. Bên Nobita đã vào chung kết, đi khi không muốn nhìn lại hai thằng bạn giao đấu với nhau nên đã bỏ đi. Không ngờ Nobi lại nói rằng sẽ không đấu nữa, anh không muốn đối đầu với bạn thân mình ở nơi đây. Điều này khiến ban tổ chức vô cùng bất ngờ và không lường trước được. Vào phía trong thay đồ, Nobita thấy cha em đã thay đồ xong để chuẩn bị rời đi. Thì ra hai người đã cùng chung suy nghĩ. Chị đẹp cùng ban tổ chức lúc này lật mặt, ép hai người phải tham gia đánh trận cuối cùng. Tuy nhiên Nobita nói tôi cóc thêm 2 triệu đô mà tôi cần tình bạn và cô con gái bé bỏng của tôi. Tuy nhiên cha E là người hiểu luật nên anh nói rằng tất cả các môn thể thao đều có người giành chiến thắng nếu đối phương rút lui, vậy nên tôi sẽ ở lại và sẽ là người vô địch. Phần thưởng 2 triệu đô tôi sẽ chia cho Nobita một nửa là quyền của tôi. Kết thúc chương trình, tình cảm của những người anh em năm xưa đã trở lại. Seiko nhà giàu cũng ở nhà cổ vũ hết mình cho bà thằng bạn. Nobita cùng con gái trở về, nhờ khí phách của cha mà Suka cũng đã quyết định đến trường và đối mặt với khó khăn thử thách. Qua bộ phim cho chúng ta thấy ai cũng có một ước mơ và ở bất kỳ độ tuổi nào chúng ta vẫn đều có thể thực hiện nó. Hơn nữa, ai cũng có những người bạn tri kỷ thuở thiếu thời, chỉ là hoàn cảnh và thời gian đã làm chúng ta xa cách mà thôi. Bạn thân ơi, bạn còn nhớ tôi không? Bộ phim hôm nay đến đây là hết rồi. Tên phim mình để ở đầu mô tả để các bạn có thể lên Google tìm kiếm xem trọn bộ đầy đủ nha. Nếu cảm thấy video này hay thì đừng quên like, share video và đăng ký kênh để ủng hộ Mọt. Nếu các bạn thích mình review bộ phim nào khác thì hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nha. Cảm ơn tất cả mọi người. I love you, Pak Pak. Bye bye!